Kính chào bà con, kính chào toàn thể anh em. Đây là cái dòng bắt quái đại, cỡ đại, khung 80 x 100, có nghĩa là chiều cao là 80 phân và chiều dài là 100 cm, có nghĩa là cao 0,8 m và bề rộng là 1 m. Thì hàng này được làm thủ công hoàn toàn 100% là bằng tay, thì được làm bởi lên những thợ giỏi nhất của Nurenka A Đấu. Thì hàng này được test bằng tay này, những đôi tay mềm mại của người thợ bà con cũng thể nhìn thấy rồi, làm rất là đều, rất là thẳng và rất là cẩn thận tỉ mỉ. Những đường may mũi chỉ ở đây được làm bằng tay như thế này để đảm bảo cho bà con khi đánh những cái dòng lớn này không sợ bị lệch khung, cũng không sợ bị kéo xô lệch về cái mắt lưới. Thì dòng này nó sẽ có một cái đường dọc biên như thế này để mục đích là sẽ nối giáp giữa hai cánh lưới vào với nhau, nhưng được tết bằng tay bằng một sợi sáu rất là lớn để tạo cho cái khung sườn này rất là khỏe khi bà con nôi kéo thoải mái, không sợ bị lệch hoặc là sợ bị xô mắt lưới. Nói về cái dòng này thì cái hom ở đây được làm rất là đẹp, hom dạng hình chữ nhật, bà con thấy không, rất là cân, rất là đều, rất là vuông vắn và đẹp, cái hom nào cũng vậy. Cái mà A Đấu muốn nhấn mạnh ở đây là cái khâu làm lâu nhất chính là cái hom này. Tại vì nếu như làm không đẹp thì những cái hom này nó sẽ bị lệch. Mà đã mà lệch rồi thì nên một cái bát quái như này thì nó không ra một cái gì hết, rất là xấu. Đấy là nhìn nó không có đánh bắt được hiệu quả. Thế nhưng mà khi làm những cái dòng sản phẩm như thế này, bà con phải nhớ là làm rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, nhất là cái khâu vào hom. Còn đây là cái đường dọc phần đuôi túi cũng được tết bằng tay, ốp vào cực là đẹp luôn. Cái mắt lưới ở đây, kính thưa bà con, là mắt lưới 1,5 phân. Cái thân của nó là thân màu trắng bà con nhé, toàn thân màu trắng. Mắt 1,5 phân, cào sợi 4. Và cái đuôi nãy A Đấu giới thiệu đó là cào sợi 9, mắt cũng 1,5 phân. Hàng này bắt được cái gì? Bắt được tôm, bắt được cua, bắt được cá, cỡ từ đầu lọc thuốc lá đổ lên. Những dòng này bà con đánh ở đâu? Đánh ở lạch, đánh ở sông, đánh ở kênh, đánh ở mương, đánh ở ngòi. Và đặc biệt dòng này còn đánh được ở biển bà con nhé. Bà con đánh ở dọc bờ biển thì những dòng này tuyệt vời luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Đây là những cái điểm mấu chốt, những cái điểm khóa chết từng cái khung một, rất là liên kết, rất là chặt. Bà con nhớ nè, cái dòng này cái chiều dài của nó là 17,5 m. Bà con ạ, A Đấu làm cho cái dòng này là dòng 17,5 m. Tại vì A Đấu nghiên cứu rồi, suy nghĩ rất nhiều đêm rồi, làm 17,5 m là phù hợp nhất. Ví dụ bà con nằm dài 20 m quá thì nó lặng quá, nó đi vận hành nó rất là khó khăn. Làm 15 m thì nó hơi ngắn, còn làm 10 m thì quá ngắn, nó không đáp ứng được. Phải làm tầm 17 m, mới đến 17 đến 18 m là rất là đẹp, vừa tầm mình mang vác đi, số lượng cũng trên 10 chiếc đổ lên. Những dòng này kính thưa với bà con, với toàn thể anh em là A Đấu nhận làm theo yêu cầu cho bà con và anh em. Những dòng thừa đằng dòng đặt như này thì bà con yên tâm và an toàn khi sử dụng bên A Đấu, rất là đẹp, rất là cẩn thận và đánh rất là chất lượng, làm từ những cái mũi tết, rồi là những khung lưới, rồi là cách vào hom, vào áo thân, rồi là khung dây, vân vân. Để làm ra được cái sản phẩm như thế này nó tốn rất nhiều thời gian. Và những hàng này thì bà con phải xác định là làm là đánh hiệu quả và sẽ mang lại thu nhập cho bà con, chứ không để dùng những cái này, dòng này để đánh chơi bời được. Tại vì đây là một trong những dòng mà làm phải nói là thủ công, nên là đòi hỏi về chất lượng phải đặt tuyệt đối cho bà con. Bà con có nhu cầu đặt tất cả các dòng bát quái, A Đấu cung cấp đầy đủ cho bà con. A Đấu nhấn mạnh lại là A Đấu có đủ các model bát quái cho bà con. Nếu như bà con lấy hàng bên A Đấu, có từ cái loại bát quái ngắn nhất, dài nhất và mắt lưới nhỏ nhất đến mắt lưới to nhất cũng đều có. Bà con cứ alo, Zalo trên màn hình, A Đấu sẽ cung cấp đầy đủ cho bà con và tư vấn cho bà con. Bà con muốn xem hàng thì Zalo, Zalo video, A Đấu sẽ đáp ứng được vấn đề này cho bà con. Xin kính chào toàn thể bà con.